Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 7 đối tượng trong nhóm tội phạm làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đánh cắp thông tin của khách hàng đã từng vay tiền của công ty này, làm giả chứng minh thư nhân dân theo thông tin đã đánh cắp, sau đó đến các điểm cung cấp sim thẻ để làm số điện thoại. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 37 chứng minh thư nhân dân giả. 27 thẻ SIM điện thoại chưa sử dụng cùng với nhiều thiết bị tài liệu có liên quan.